Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư Tôn Thiền Đức, chư Đại Đức Thượng Tọa Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý, bà con nhân dân, bà con du khách thập phương xa gần kính mến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư Tôn Thiền Đức, chư Đại Đức Thượng Tọa Tăng Ni. Và để mở đầu cho những nghi thức chính thức trong chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây cho phép chúng con xin được cung thỉnh chư Tôn Đức đang có mặt trong chương trình sẽ cùng niệm Phật cầu minh huân gia bị, và con xin được trân trọng kính mời Thượng Tọa của chúng ta sẽ cùng đích thân khởi niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và vào giờ này, đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị đại biểu khách quý, chúng ta sẽ cùng an tọa để những nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay sẽ xin được phép bắt đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa các cấp chính quyền, chư vị khách quý cùng toàn thể Phật tử, hòa cùng với niềm hân hoan bất tận của những người con Phật, ngày hôm nay, toàn thể bà con nhân dân Phật tử chùa Phúc Khánh, xã Nam Toàn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cùng hội tụ về đây lắng lòng sửa soạn hương đăng, thiết lập lễ đài, cử hành lễ hội với tất cả tâm thành dâng lên Đức Tử Phụ, nguyện cầu quốc thái dân an, chúng sinh an lạc. Và vào thời giờ này, cho phép ban tổ chức chúng con xin được thông qua những nội dung chính của chương trình. 1. Chào cờ. 2. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. 3. Văn nghệ chào mừng. 4. Phát biểu của đại biểu chính quyền địa phương. 5. Tặng hòa chúc mừng. 6. Cắt băng khánh thành cổng tam quan. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể đạo tràng. Bóc nên những lớp trầm tích của lịch sử, ta thấy nước Việt Nam trải hình chữ S từ Bắc vào Nam với 4.000 năm văn hiến cho đến hôm nay, vẫn luôn cất lên những vang âm của hồn thiêng, sông núi, như những tiếng mẹ Âu Cơ, con nạc cháu hồng, tiếng hai bà Trưng, cõi voi sung trận, xen lẫn với tiếng sông Bạch Đằng và âm cùng với lời Thiên Chiếu rời đô trong thanh âm Bình Ngô Đại Cáo. Cứ thế hào khí Đông Nga cuồn cuộn nổi lên cho đến khí thế sẽ dọc Trường Sơn ra chiến trận với những tiếng cổng chiêng rục rá lòng người. Bắc Nam thống nhất đã tạo lên bức tranh kiệt tác về một đất nước Việt Nam hùng cường hiển hách. Kính thưa quý vị, bức tranh ấy lại được tô điểm lên những sắc màu tươi sáng, nhẹ nhàng, huyền ảo khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam, mang theo những giá trị nhân bản, nhân văn trên nền tảng tinh thần từ bi, bình đẳng, tinh thần Phật giáo, máu trắng dung hòa với những tín ngưỡng bản địa, rồi hòa mình vào mạch nguồn lịch sử, kết tinh lên những giá trị dân tộc trong giá trị Phật giáo và con người. Sự gắn kết ấy đã tạo nên một quy luật. Phật giáo với dân tộc tuy hai mà một. Phật giáo luôn đồng hành cùng những thăng trầm dân tộc trong vai trò hộ quốc an dân. Khi Phật giáo thịnh thì quốc gia thịnh, khi Phật giáo suy thì quốc gia suy. Bởi vậy, cha ông ta mới có thể đúc kết được câu ca rằng mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời dạng tổ tông. Công trình xây dựng tam quan các chuông chùa Phúc Khánh cùng với tấm lòng phát tâm công đức của gia đình ông Phạm Minh Châu sau 6 tháng khởi công và đến nay đã hoàn thành viên mãn. Kính thưa quý vị, hôm nay dưới bóng giả lam, dưới ánh tử quang của từ bi phụ, sự hộ niệm của mười phương tam bảo, sự chứng minh của chư Tôn Đức, quý vị đại biểu cùng toàn thể đạo tràng trong chùa Phúc Khánh cùng với gia đình Phật tử ông Phạm Minh Châu, chúng ta long trọng tổ chức đại lễ cắt băng khánh thành cổng tam quan và khắc chuông chùa Phúc Khánh. Về tham dự chương trình ngày hôm nay, cho phép ban tổ chức chúng con xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào mừng. Về phía giáo hội, cho phép chúng con xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào mừng sự hiện diện của Ni sư Thích Đàm Liễu, trụ trì chùa Phúc Khánh. Xin được trân trọng giới thiệu sư cụ Thích Đàm Thép, trụ trì chùa Nạc Na, xã Lam Chấn. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của sư thầy Thích Đàm Nga. Về phía ban tổ chức, xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Minh Châu, trưởng ban tổ chức chương trình. Về phía đại biểu chính quyền, cho phép chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào mừng sự hiện diện của ông Lê Văn Long, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Toàn. Và xin được nhiệt liệt chào mừng bà con xóm miếu và bà con du khách thập phương và gia đình ông Phạm Minh Châu đã về dự. Xin đề nghị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng được nhiệt liệt chào mừng.
Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể đạo tràng. Và trước khi đến với chương trình lễ cắt băng khánh thành ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời toàn thể bà con nhân dân, bà con du khách thập phương, chúng ta sẽ cùng trang nghiêm đứng dậy để cử hành nghi thức chào cờ quốc ca đạo ca. Nghiêm chào cờ, cử quốc ca. Đạo ca. Phật giáo Việt Nam thống nhất bằng mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui cho chung từ nay đã cùng nắm tay tiến lên một đại xe cùng làm sao cho đó sẽ người đời đời ngát thơ muôn phương thấm nhuần Phật giáo Việt Nam. Cử quốc ca và đạo ca đã thành công viên mãn, xin được cung thỉnh Chư Tôn Đức cùng toàn thể đạo tràng chúng ta sẽ cùng an tọa. Kính thưa toàn thể các vị đại biểu, toàn thể các vị khách quý cùng toàn thể đạo tràng, cùng trở về với chương trình lễ khánh thành của tham quan các chùa Phước Khánh trong buổi chiều ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, tất cả chúng ta đang cùng trở về với tất cả những gương mặt vui tươi hồ hởi cũng như cùng với niềm vui chung của nhà chùa Phước Khánh. Và kính thưa quý vị, và ngay sau đây sẽ là một chương trình ca nhạc để cùng được chào mừng chương trình đến khánh thành trong buổi chiều ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, đầu tiên sẽ được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng đến với một ca khúc được mang tên Chảy Hồi Xuân do phần thể hiện của Top Ca Nam Nữ thể hiện. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Dài thế tha thứ kia là anh hai đi chảy hồi kia là cô ba đi chảy hồi tưng bừng làng trên xóm dưới xôn xao một ngày xuân trông đã xúc bên sân đi dòng người hối hả ngược xuôi câu hát xưa gợi xuân đi miếng trổ được duyên ai kia là anh hai đi chảy hồi kia là cô ba đi chảy hồi thắt áo hồng dài lúa mềm diêm dân mang nắng về hồi xuân Ooh.
giang chỉ ba duyên dáng cho lòng ai thương vùng nhớ thầm tình quên trong một tháng nghĩa để dài trăm năm. Má đường tiên tung tiền, mắt bồ câu long lai, nốt quai thao trong tranh, áo dài thế ta đưa. Kìa là anh hai đi chạy hồi, kìa là cô ba đi chạy hồi, từng bừng làng trên xóm dưới, xôn xao một ngày xưa. Chúng đã sống ở bên sân đình, dòng người hối hả ngược xuôi. Câu hát xưa gửi xuân thì miếng trầu đường duyên ai. Kìa là anh hai đi chạy hội, kìa là cô ba đi chạy hội. Thất thao hồng dài lùa mềm yếm thơm, mang nắng về hồi. Lép dịu dàng chỉ ba duyên dáng cho lòng ai thương cùng nhớ thầm tình quên trong một khắc nghĩa để dài trăm năm tình quên trong một cảm ơn tiết mục múa vào chùa của tất cả các cô các bác của câu lạc bộ xóm ba đã cùng gửi tới toàn thể quý vị trong chương trình buổi lễ khánh thành ngày hôm nay. Trên bát ngát trăng hoa.
dưới cành bầy cầm thú mưa trời. Tay tiên đôi tay tiên tía lá vin cành hoa thơm quả ngọt để dành ở đời sau. Đôi chân cô kìa, đôi chân cô đã bước tới đầu gieo mầm nhân nghĩa Bắc cầu Bình Hòa. Thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể bà con nhân dân và bà con du khách thập phương xa gần kính mến, và với xã văn cô đôi thượng ngàn đã khép lại chương trình văn nghệ chào mừng cho buổi đại lễ ngày hôm nay. Một lần nữa xin được kính chúc toàn thể quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân sẽ luôn luôn mạnh khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống. Và sau đây chúng ta sẽ cùng quay lại với những nội dung trong chương trình lễ khánh thành cổng tam quan và gác chuông của chùa Phúc Khánh. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý cùng bà con, toàn thể bà con nhân dân, bà con du khách thập phương xa gần kính mến. Kính thưa toàn thể quý vị, trong chiều dài lịch sử dân tộc từ thuở Đinh Lý Trần Lê, Phật giáo Việt Nam đã có mặt hòa nhập chung cùng dòng sinh mệnh của Tổ quốc sinh tử bất ly và đóng góp cho dân tộc trong nhiều lĩnh vực như chính trị, xã hội, văn hóa, y học và giáo dục. Thời đại Phật Hoàng Trần Nhân Tông là một minh chứng hùng hồn đã tạc vào bia đá trăng sao của đất nước. Và về tham dự với chương trình lễ cắt băng khánh thành cổng tam quan và gác chuông ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị ngay sau đây sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chào đón lên sân khấu sự hiện diện của ông Lê Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Toàn sẽ có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân cùng quý khách thập phương. Có thể nói công trình gác chuông cổng tam quan chùa Phúc Khánh đã được gắn liền với lịch sử của ngôi chùa Phúc Khánh xã Nam Toàn. Trong quá trình biến động của thời gian, tam quan và gác chuông của chùa Phúc Khánh đã có những sự thay đổi theo từng cung bậc của thời gian. Tuy nhiên, đến đầu năm 2019, được sự nhất trí của các cấp giáo hội Phật giáo, được sự đồng ý của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của nhân dân trong địa phương và đặc biệt là sự phát tâm công đức của gia đình ông Phạm Minh Châu, công trình gác chuông cổng tam quan chùa Phúc Khánh xã Nam Toàn đã được tôn tạo xây dựng lại trên quy mô của nhà chùa và đặc biệt là theo lối kiến trúc mà được từ thuở sơ khai. Và đối với công trình cổng tam quan của và gác chuông của chùa Phúc Khánh tôn tạo lần này trên cơ sở được sử dụng với những chất liệu vật liệu bền vững. Điều đó có thể nói rằng công trình đã được gắn liền với tâm nguyện của bà con nhân dân trong địa phương. Trải qua thời gian thi công trong nửa năm đến hôm nay, chính thức công trình đã hoàn thiện và được đưa vào sử dụng. Về dự với buổi lễ khánh thành, cho phép tôi
thay mặt các đồng chí lãnh đạo địa phương cùng bà con nhân dân, trước hết xin trân trọng ghi nhận tình cảm của gia đình ông Phạm Minh Châu nói riêng, cũng như tình cảm của bà con nhân dân trong địa phương nói chung, và đặc biệt là sự có mặt của quý khách thập phương hôm nay về dự buổi lễ khánh thành này. Điều đó chứng tỏ sự đồng thuận của bà con nhân dân đã trở thành một khối đoàn kết, và chúng tôi hy vọng rằng từ sự đoàn kết đó thì công trình gác chuông cổng tam quan của chùa Phúc Khánh sẽ mãi mãi gắn liền với lịch sử của ngôi chùa cũng như tâm nguyện của bà con nhân dân. Và chúng tôi tin tưởng rằng công trình sẽ được trường tồn trong lòng của quý vị cũng như của toàn thể bà con nhân dân. Cuối cùng, thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo địa phương xã Nam Toàn, xin được gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các quý vị đại biểu khách quý, bà con nhân dân cùng quý khách thập phương về dự buổi lễ khánh thành. Sức khỏe, gia đình hạnh phúc và luôn luôn cùng đồng hành với công trình cũng như cùng đồng hành với Phật Pháp. Cuối cùng xin chân thành cảm ơn và xin được kính chúc toàn thể các quý vị đại biểu cũng như buổi lễ khánh thành công trình được thành công tốt đẹp, bách gia viên mãn. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình, cho phép chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của ông Lê Văn Long, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Toàn đã có đôi lời phát biểu. Kính thưa toàn thể quý vị, và với sự ủng hộ của các vị đại biểu cũng như là các đồng chí lãnh đạo và bà con nhân dân, chắc chắn ngôi cầu tự của chúng ta sẽ ngày càng khang trang hơn, to đẹp hơn. Đó không chỉ là mong ước của bà con nhân dân trong xã Nam Toàn của chúng ta, mà sẽ là mong ước chung của bà con Phật tử từ khắp mọi miền khi trở về với ngôi chùa Phúc Khánh. Kính thưa toàn thể quý vị, và ngày hôm nay trong chương trình lễ cắt băng khánh thành cổng tam quan và gác chuông, ban tổ chức chúng tôi và đặc biệt là ni sư Thích Đàm Liễu cùng với ông Phạm Minh Châu, trưởng ban tổ chức, đã nhận được rất nhiều những lời chúc mừng và vô vàn những lạng hoa tươi thắm gửi về để chúc mừng cho chương trình ngày hôm nay. Nhưng vì điều kiện không, thời gian không cho phép, thế nên cho phép chúng tôi xin được thay lời cho ban tổ chức, đặc biệt là thay lời cho ni sư Thích Đàm Liễu cùng với ông Phạm Minh Châu, xin được cảm tạ tấm lòng của toàn thể quý vị đại biểu khách quý, các đồng chí lãnh đạo cũng như các sở ban ngành, các đơn vị, cá nhân, tập thể đã gửi những lời chúc mừng, đã có những lạng hoa tươi thắm để chúc mừng cho ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ xin phép được đón nhận tình cảm của toàn thể quý vị và sẽ chuyển trực tiếp tới ni sư Thích Đàm Liễu cùng với ông Phạm Minh Châu. Và ngày hôm nay xin được cầu mong Phật tổ gia hộ cho toàn thể quý vị cùng với gia đình và quý công ty sẽ luôn luôn mạnh khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể đạo tràng kính mến. Và như vậy, hôm nay giờ phút này, dưới ánh từ quang của Đức Đại Từ Bi Phụ cũng như sự hộ niệm của mười phương tam bảo, sự chứng minh của chư tôn đức, quý vị đại biểu và toàn thể đạo tràng chùa Phúc Khánh cùng với gia đình ông Phạm Minh Châu long trọng tổ chức lễ cắt băng khánh thành tam quan các chuông chùa Phúc Khánh. Và kính thưa quý vị, và ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị sẽ là một chương trình cắt băng khánh thành, và chúng ta xin được trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị, và xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị ngay lúc này hãy hướng tất cả những góc quay đẹp nhất về phía sân khấu ngày hôm nay để chúng ta sẽ cùng đến với chương trình lễ cắt băng khánh thành cổng tam quan và gác chuông của chùa Phúc Khánh. Và để liên tục chương trình, cho phép ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu sự hiện diện của ni sư Thích Đàm Liễu, trụ trì chùa Phúc Khánh, và ông Phạm Minh Châu, trưởng ban tổ chức, sẽ có mặt trên sân khấu để cùng với toàn thể quý vị đại biểu khách quý sẽ chính thức cắt băng khánh thành cổng tam quan và gác chuông chùa Phúc Khánh. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chào mừng. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời trở về với khu vực sân khấu. Đó chính là sự hiện diện của toàn thể các quý vị đại biểu khách quý. Chúng ta sẽ cùng tập trung và chúng ta cùng dành chúc mừng cho chương trình được khánh thành ngày hôm nay ạ. Vâng, xin mời sự hiện diện của ni sư Thích Đàm Liễu, chủ trì chùa Phúc Khánh, cùng với sự hiện diện của ông Phạm Minh Châu, trưởng ban tổ chức, sẽ cùng trở về khu vực sân khấu để chúng ta cùng đến với chương trình cắt băng khánh thành. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý, bà con nhân dân và bà con du khách thập phương xa gần thân mến, giờ lành đã điểm, và lúc này chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chương trình lễ cắt băng tam quan gác chuông chùa Phúc Khánh xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1, xin mời. Và những tràng pháo tay thật lớn từ quý vị được không ạ, để cùng được chúc mừng cho chương trình lễ khánh thành ngày hôm nay tam quan gác chuông chùa Phúc Khánh được thành công viên mãn.
Một tràng pháo tay thật lớn tới từ toàn thể quý vị được không ạ? Một lần nữa xin được thay lời cho ban tổ chức cho phép chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của ông Phạm Minh Châu cùng với gia đình và sự hiện diện của ni sư Thích Đàm Liễu. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay khi về gặp mặt ban tổ chức cũng như nhà chùa Phúc Khánh, chúng tôi đang được hân hoan đón nhận với rất nhiều những tình cảm đến từ phía quý vị đại biểu khách quý đại diện cho chính quyền địa phương, các ban ngành toàn thể cũng như toàn thể đạo tràng của chúng ta, quý bà con nhân dân dù cách thập phương đã cầu ngỏ trở về chung vui cho chương trình đến các bằng ánh thành ngôi tham quan. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời toàn thể bà con nhân dân, bà con du khách thập phương xa gần sẽ cùng tham quan ngôi cổ tự của chúng ta. Và có một điều rất đặc biệt, ngay sau chương trình tiệc mừng sẽ là phần bắc ghế loan giá hầu của gia đình tín chủ ông Phạm Minh Châu ạ. Và chúng tôi xin mời tất cả quý vị sẽ cùng ở lại để cùng chung dự với niềm vui của gia đình Phật tử Phạm Minh Châu cùng với Phật tử của chùa Phúc Khánh chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị và cảm ơn tới tất cả tín đồ Phật tử ngày hôm nay đã trở về. Chúc mừng cho chương trình lễ cắt băng cổng tam quan và gác chuông chùa Phúc Khánh. Xin được cầu mong Phật tổ sẽ gia hộ cho toàn thể quý vị cùng với gia đình luôn luôn mạnh khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống. Xin được cảm ơn toàn thể quý vị.